một con lo đèn hot trên TikTok shop có đèn kèm 2 micro âm thanh hay, bạn đã biết chưa? Dạ, gần đây em có lên cho anh chị là nhiều mẫu lo về cái hãng boom bass này, nhưng mà mấy hôm nay đang hot trên TikTok shop mẫu boom bass mà có đèn dây đèn led á, là R&B nháy theo nhiều cái độ đèn khác nhau nha anh chị. Hôm nay á là vừa mới về là phải ginh lên rước về cho những thượng đế em xem nhá. Đi kèm này là có 2 micro nha anh chị, nhỏ gọn tiện lợi và cực kỳ đặc biệt. Nó đặc biệt theo cách của nó đặc biệt, nói chung là rất 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 đặc biệt nha anh chị. Đây mình sẽ để bên đây ha, xíu em sẽ khui micro cho anh chị sau. Đây là nhân vật chính của chúng ta nè, à chị thấy không, nhãn sức họ đóng gói rất là chắc chắn nha anh chị. Có 2 mút xốp nè để chống mà khi chúng ta mà đi xa giao đường xa thì nó sẽ bị va đập đây đó, và gồm có thêm một cái bọc như thế này đó, bọc con lo của chúng ta lại tránh chày vỡ ha. Đây nha anh chị, đó đây, thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha, nhìn tinh xảo và sắc nét cực kỳ. Anh chị nhìn những cái họa tiết á, nó như là một chiếc túi thời trang theo thương hiệu nội trang nổi tiếng như là Luôn Vui Tươi. Đây bây giờ sẽ bật lên cho anh chị xem thấy được cái điều khác biệt cho những cái con boom bass khác nha. Đó, đây anh chị, góc làm việc của anh chị hay là góc nhà mình chưa có con lo hay là một cái vật nào đó để trang trí thì anh chị hãy xem qua cái con lo boom bass này nha anh chị. Đây là phiên bản mới nhất của cái dòng boom bass, đã đi kèm theo đó là có 2 con micro cho mình để dành cho anh chị nào thích ca thích hát giống em đó, à, hát nhạc bolero hay là hát nhạc sàn gì thì con micro này cũng đều đáp ứng được. Đây thiết kế sang trọng lên, một màu đen nè anh chị, à, đẹp cực kỳ nha. Đây em sẽ alo thử cho anh chị coi thử nè, đó đây cũng alo nha, 1 2 3 4. Đó, cái tiếng mic của nó là sáng và đặc biệt là trên micro nó tích hợp cho anh chị là những cái effect thay đổi giọng nói để chúng ta có thể là chơi đùa cùng với lại con nhỏ nhà mình, là mình chơi đùa cùng với lại bạn bè anh chị. Đây lên một đó, lên đây 1 2 6 7 8 9 mở đấy, rất là nhiều anh chị. Cái này là về là mình thử giúp em chứ là thực sự là nhiều lắm, thử xong hết. Và đặc biệt là đèn led của nó thì là anh chị có thể thay đổi được nè. Đây anh chị thấy một cái nút là cái bóng đèn như thế này đó, đây nó có thể nháy theo nhạc nè đó, nháy nhẹ này, cái này là mình để mình nghe nhạc du dương không, nghe nhạc vàng chúng ta để nhạc nhẹ nhàng như thế này làm đèn ngủ cũng rất là đẹp nha anh chị. Đó đây đấy, cái chế độ đèn này làm thích nhất vì nó là kiểu như là 7 màu vậy đó đó. Rồi bây giờ làm sẽ kết nối bluetooth vào và cũng giống như là sẽ bật nhạc lên cho anh chị test thử ha. Cái này là một mic nha, còn một mic còn lại nè, đây có chỗ chân mic cho anh chị luôn đó. Bây giờ là mình sẽ khui mic còn lại nha. Đây đó, kết nối bluetooth thì dễ dàng lắm nha anh chị, mình bật lên là kết nối khoảng tầm 3-4 giây thôi. Bởi nói sao mà mấy hôm nay nó không hot trên TikTok shop, nó nhỏ gọn và nó đẹp như thế này nè, nó rất là xinh ha anh chị. Đó, phía trên còn hỗ trợ cho mình là có USB nè, thẻ nhớ cộng 3.5 anh chị cắm vào được máy tính và laptop nữa. Bây giờ mình sẽ bật nhạc lên thử nha. Cho nghe thử chất âm của con boom bass là như thế nào. Đây là cái phiên bản mới nhất của boom bass nha anh chị, thiết kế dùm con có dãy đèn nè, đó chạy xung quanh mặt lo như thế này rất là đẹp và bass của nó đánh rất trầm ấm nha. Kèm theo 2 micro cho mình để cho những anh chị nào thích hát nè, thích karaoke thì nhanh tay sắm ngay cho một chiếc lo như thế này nha anh chị. Tiện lợi nè, có đèn led không, âm thanh hay, có đi kèm micro. Và đặc biệt từ đây cho đến 30 tháng 6 đang có chương trình là giảm lên đến cho tới 50% free ship cho anh chị là đến 70 cành nữa. Nếu anh chị thích con lo này thì nhanh tay nhắn xin đây để nhận báo giá nha. Thắc mắc gì thì để dưới comment đi, rồi Gấu sẽ trả lời cho anh chị nha. Đây là lo boom bass cho anh chị, có đèn led và mic cực kỳ hay luôn.